Xin kính chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thanh Tâm. Ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu tới các bác một combo nghe nhạc rất là tuyệt vời đến từ thương hiệu Sansui. Và cái hình ảnh mà sẽ khiến các bác chú ý cũng như bắt mắt ngay ở trong cái video này chính là cái cặp loa Sansui S5N này. Bình thường thì Thanh Tâm Audio chỉ có những cái cặp loa Buxell với 2 đường tiếng, và để mà có một cặp loa với 3 đường tiếng, 3 củ loa như thế này thì rất là ít mẫu trong cái không gian của Thanh Tâm có được cái thiết kế này. Và các bác nhìn thấy đó là cái đặc điểm mà sẽ thu hút ánh nhìn thứ hai ấy, đó là cái màu sắc. Màu sắc của SMC300BT với cặp loa S5N này là màu nâu gỗ. Màu nâu gỗ vì thế trông nó rất là sang, nó kiểu dạng màu gỗ óc chó ấy. Các bác có thể bày biện ở trong mọi không gian và đặc biệt nó sẽ rất là phù hợp với những người lớn tuổi. Rồi, cái đặc điểm thứ ba mà em cũng rất là tâm đắc ở trên cái bộ sản phẩm này là sự kết hợp giữa Sansui S5N, một cặp loa chung 3 đường tiếng, và chiếc ampli Sansui 300BT chạy cấu hình 2 bóng đèn 12x7 với đầy đủ kết nối CD, USB, Bluetooth. Và các bác có thể nhìn thấy đó là cái cặp loa này, Sansui này của em này. Cặp loa Sansui này thì thực tế thì em nghĩ rằng ở Việt Nam mình cũng không phải là không có ai có đâu. Tuy nhiên thì nếu mà có một cặp đẹp mới xuất sắc như này thì em nghĩ chỉ duy nhất cặp này thôi. Tại vì cặp của Thanh Tâm là cặp em mua về là nguyên thùng xốp, có nghĩa là còn đầy đủ thùng xốp, và các bác có thể nhìn thấy hai phần lưới căng của cái cặp loa này này, nó còn rất là đẹp luôn các bác nhá. Logo phía dưới Club Sansui. Cặp loa này sẽ có mức giá là 6 triệu các bác nhá. 3 đường tiếng, và cái điểm hay của cặp loa Sansui S5N này đó là các bác có thể nhìn thấy đó là cái kiềng của cả bass, chung, tép thì đều được mạ bằng inox hay là chrome gì đó, sáng bóng cực đẹp luôn. Và nó có một cái điểm hay đó là nó không bị hoen gỉ theo thời gian. Chứ còn tính đến thời điểm này thì cặp loa này cũng là một trong những cặp loa cổ đấy, nó không phải là cặp loa mới. Và tuy là một cặp loa cổ nhưng các bác có thể nhìn thấy đó là cái phần gân của bass cũng như là chung tét thì còn rất là đẹp. Bass đường kính 12 gân cao su, trung âm đường kính 4cm, trung âm giấy, và tét đôm đường kính 1,5cm. Đó là về phần cặp loa. Cặp loa này mức giá là 6 triệu các bác nhá. Ampli Sansui SMC300BT với khiển zin mức giá là 5 triệu. Tổng thể bộ dàn sẽ có mức giá là 11 triệu. Và đây là thùng xốp của loa các bác này. Ampli thì không có thùng nhưng mà loa có thùng nha các bác nhé. Đó. Các bác có thể nhìn thấy cặp loa này của em thì cực đẹp luôn. Góc cạnh nói chung không có gì để chê cả, nhìn như vừa mới xuất xưởng thôi. Nó chỉ có cái màu sắc của nó là màu gỗ cổ, cho nên là các bác có thể bày biện cũng là đặc biệt phù hợp với những người lớn tuổi. Phía sau của Sansui 5N thì chúng ta sẽ có cái thông tin là công suất 75W trở kháng là 6 ohm. Còn về phần ampli SMC300BT thì là một trong những ampli đèn chạy 2 bóng 12x7. Cấu hình này thì đã sử dụng trên rất nhiều những cái bộ dàn 300BT rồi, và bây giờ thì 300BT đã được hãng thay đổi và bỏ đi với cái thiết kế mới, đó là Orion 350BT. Bộ này thì sẽ cung cấp cho các bác khả năng chơi nhạc trong không gian khoảng từ 25 đến 35 mét vuông, bày biện thì cực sang trọng luôn. Và các bác có thể nhìn thấy đó là có cả kết nối của CD, Bluetooth cũng như là USB. Mức giá của bộ sản phẩm này là 11 triệu các bác nhé, 11 triệu cho bộ Sansui SMC300BT cộng với cặp Sansui S5N. Vẫn mưa rơi trên vùng thầm thề, vì đâu mưa em không đến, đường vào tim em mây sáng tím, bàn chân anh trên lối đi không thành, những đêm khuya mưa buồn một mình, có khi cho ta từng cuộc tình, từng cơn mưa hắt hiu bên ngoài sân cửa lắng, khi mưa làm buồn ta nhớ. Sợ trời mưa gió.
Ràng rất là hay các bác nhá, đầy đủ kết nối mà một cặp loa ba đường tiếng như thế này với cả cái thiết kế về cái sự sáng bóng của cái màu sắc kim loại cũng như là cái sự huyền bí của cái màu sắc gỗ này thì em nghĩ rằng nó sẽ rất là phù hợp cho mọi cái không gian nội thất. Bạn nào quan tâm tới bộ sân xui này với mức giá là 11 triệu có thể liên hệ tới một trong hai đầu số của bên em.